Cảm ơn các bạn đã đến kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mình chuẩn bị bơm cát cái xe lăn này đây. Đây máy nước. Luôn ha, đoạn qua cống đường ống nó dài khoảng 500m ha, vô tới đây cạn luôn rồi. Quá khô. Được rồi. Tám nóng da lên cầm giờ nó không nổi luôn rồi. Cầm cũng bay luôn. Yeah.
nước rồi, phá nước lại. Làm Dũng có đôi con chó nè, dễ thương ha, một dây lại luôn, có xích dây lại cho nó bị té xong.
khám phá sơ sơ cho bạn xem nha. Đi sơ bên trong cho bạn xem. Mình để ở trong trên đây luôn đó. Mấy ngăn tủ để ba cái đồ sửa chữa làm giặt. Đây đồ ngủ mấy anh em đây. Sau đồ. Đây là nhà bếp nè. Cái viên xà lan này cũng nhỏ gọn. Chắc mấy anh em đang ăn cơm rồi. Đây phía sau sàn nước. Đợi sơ ta ha. Bữa nay đi xuống hầm máy nè, để mình đi xuống hầm máy cho bạn xem cái máy gì ha. Đây xuống cái hầm máy rồi đây. Máy của mình 290. Ở dưới này có cặp bình nữa, cặp bình đề. Bình nước
nước dư nè. Cố gì rồi
đây, đổ đây.
kế qua bỏ ngoài vậy. Rồi đã xong. Nóng nước rồi. Thôi. Bỏ ngoài. Bơm phụ vô. Trong gieo luôn. Quên được em phải bình luôn. Bưng lên sạc hả? Đóng cái này ra cái rồi đó. Rồi đóng chưa? Đóng dài lại luôn. Giờ mấy anh em rút ống lên xà lan. Vậy thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.